Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dance và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc, sự kết hợp giữa hai bài Khúc Nhạc Vui và Sài Gòn Đẹp Lắm đã tạo nên một bản nhạc rất là vui nhộn, hấp dẫn, phù hợp với giới trẻ. Và đây là một bài mình biên đạo và gồm rất nhiều các động tác. Mình sẽ hướng dẫn theo trình tự từ đầu đến cuối các bạn nhé. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. Ở phần dạo nhạc đầu tiên, chúng ta chống tay vào hông, kiễng chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoặc các bạn cũng có thể thực hiện động tác sau, đưa hai chân bằng với vai, ta sẽ đưa tay từ bên trái qua bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đều được các bạn nhé. Động tác số 2 trong phần dạo nhạc chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chân trái kết hợp với khửu tay phải, ta đếm 1, 2. Chân phải kết hợp với khửu tay trái 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta nhớ chân tại chỗ các bạn nhé. Mình sẽ quay đằng trước này. Chân trái kết hợp với tay phải, khuỷu tay phải này, 1, 2. Chân phải kết hợp với khuỷu tay trái, 3, 4. Sau đó nhún chân tại chỗ, 5, 6, 7, 8. Làm nhanh sẽ như sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ thực hiện cho mình 6 câu, mỗi câu 8 nhịp các bạn nhé. Mình sẽ thực hiện lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3 trong phần dạo nhạc chúng ta cũng thực hiện bằng chân trái 1, 2, 3, 4. Bên phải 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đến trước nhé. Thực hiện động tác chân kết hợp với tay này. Chân đưa bên nào thì tay bên đấy thấp, 1 thu về 2, 3 thu về 4. Kép các bạn nhé. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay sau. Đếm nhịp cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở phần này chúng ta có tất cả 4 câu nhạc tạm. Và phần tiếp theo là nội dung chính của bài. Cha 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 cơ bản dọc bắt đầu bằng chân trái bước lên, ta đếm 1, 2, 3 và 4. Chân phải lùi xuống 5, 6, thế nào 7 và 8. Câu số 2 chúng ta làm y chang như vậy. Xòe tay ra 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3 ta làm y chang như vậy nhưng thực hiện động tác tay. Tay phải đưa lên đầu, tay trái ôm eo, ta đến 3, 2, 3 và 4. Xòe tay hai bên 5, 6, 7 và 8. Câu số 4 ta làm giống câu số 3, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình làm nhanh hơn một chút nhé. Cha cha cơ bản dọc 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 5 chúng ta thực hiện cha 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 mở trước. Vắt chân trái qua chân phải, tay chúng ta để thấp, ta đến 5, 2,
3 và 4, mở bên trái tay đến thấp, 5, 6, 7 và 8. Câu số 6, chân y chang như vậy, tay vuốt qua mắt. 6, 2, 3 và 4 bên trái, 5, 6, 7 và 8. Câu số 7, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chân phải làm chủ, chân trái đưa lên, kết hợp với tay phải đưa lên, ta đến 7, lùi về 2, tiến lên 3, thu chân về 4. Tiếp tục ta làm bên trái, chân phải kết hợp với tay trái 5, đưa chân về sau 6, đưa chân lên trên 7 và thu chân về tại chỗ 8. Mình sẽ làm câu 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8, chân trái đi bên trái kết hợp với tay phải và đi bên phải kết hợp với tay trái uốn 2 vòng, ta đến 8, 2, 3, 4, xoay người, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay trước nhé, chúng ta bắt đầu ở bên trái, 8, 2, 3, 4, tiếp tục bên phải, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay sau này, kết hợp câu 7 và câu 8, câu số 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi 8 câu nhạc 8 các bạn nhé, ở nội dung chính của bài. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Với tư thế này, chúng ta sẽ thực hiện động tác tiếp theo, đó là dạo nhạc. Ta để đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại thực hiện một lần nữa 8 câu cha cha cha, mỗi một câu 8 nhịp, bắt đầu cha cha cha, câu bản giao 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ chống tay vào hông thực hiện 8 nhịp. 1, bên trái thu về 2, 3, chân phải thu về 4, gặp lại 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ đưa chân trái sang bên trái và chúng ta thực hiện như sau. Tay chân trái kết hợp với tay trái trụng 1, 2, 3 và 4, bên phải 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ quay lại trước nhé. 1, 2, kết này, 3 và 4. Tiếp tục bên phải 5, chân trái 6, 7 và 8. Cứ một nhịp nọ, một nhịp kia, sau đó sẽ có một nhịp kết các bạn nhé. Mình sẽ quay sau này. Bên trái này, 1, 2, 3 và 4, bên phải 5, 6, 7 và 8,
2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ đưa tay lên chân nhún tại số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ hạ tay thấp và tiếp tục làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn làm tốc độ nhanh hơn nhé. Mình sẽ thực hiện đằng trước. Chúng ta đưa tay lên chân nhún một cách nhanh. Để tay đằng trước hơi co người một chút. Hai tay úp xuống. Chúng ta làm động tác nhanh. Sau đó chúng ta sẽ tách tay ra 1, 2, 3, 4, lại chân phải 5, 6, 7, 8. Các bạn lưu ý cho mình, cứ đưa chân ra thì tay chúng ta nâng lên, thu chân về hạ thấp, nâng lên, hạ xuống. Theo nhịp của chân các bạn nhé, mình sẽ làm nhanh này. 1, 2, 3, 4, bên phải 5, 6, 7, 8. Và cứ thế chúng ta sẽ đến nhịp như sau. Chân trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta thêm 4 nhịp nữa. 1, 2, 3, 4. Với tư thế này chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Đó là bài Sài Gòn. Đẹp lắm. Với tư thế này chúng ta sẽ đi bước chân ra cha kép các bạn nhé. Bắt đầu chân trái kết hợp với tay đưa bên trái. Hai tay các bạn nhé. 1 và 2. Bên phải với chân phải 3 và 4. Tay trái và chân trái 5 và 6, cuối cùng chân phải 7 và 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Tiếp theo ta làm bước kép, tay trái vòng qua mặt, thực hiện bên trái ta đến. 2, 2, 3, 4, lại thực hiện bên phải kết hợp với tay phải 5, 6, 7, 8. Tiến rồi chúng ta sẽ lùi, bắt đầu bằng chân trái kết hợp với tay đưa bên trái ta đến. 3 và 2, chân phải lùi. 3 và 4, chân trái 5 và 6, 7 và 8. Cứ chân nào lùi thì tay chúng ta đưa sang bên đó tiếp tục. 4, 2, 3, 4 bên phải. 5, 6, 7, 8. Sau khi thực hiện 4 câu 8 thì chúng ta sẽ thực hiện câu số 5. Mở trước kết hợp với tay uốn. Hai tay uốn lên đầu ta đến 5, 2, 3 và 4. Mở trước bên trái 5, 6, 7 và 8. Câu số 6, số 7, số 8 chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chân trái chúng ta sẽ thoát bên phải ta đến 6. Chân phải đưa sang ngang 2. Chân trái lùi 3. Chân phải đưa sang ngang 4. Sau đó chân trái mở trước 5. Chân phải dậm tại chỗ 6. Ta đi chân giật cha 7 và 8. Mình làm lại nhé. Chậm hơn một chút này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Chân trái cắt qua ta đến 6, 2, 3, 4, 5. Đồng thời chúng ta mở tay ra trước 6, chân giật cha 7 và 8. Ta sẽ làm câu số 7, phát chân phải qua chân trái ta đến 7. Chân trái sang ngang 2, lùi chân phải 3, chân trái sang ngang 4, chân phải mở trước 5, đồng thời kết hợp với tay 6, ta đi cha cha cha, 7 và 8. Câu số 8, chúng ta đưa chân trái lên trước, kết hợp với xoay nửa vòng 8, 2, 3 và 4, xoay nửa vòng bên trái kết hợp với tay phải 5, 6, chân phải đưa lên 7 và 8. Mình sẽ thực hiện lại câu 8 nhé. Câu 8, đưa chân trái kết hợp với tay trái 8, 2, xoay nửa vòng
3 và 4. Đưa chân phải lên vòng qua bên trái kết hợp với tay phải. 5, 6, 7 và 8. Và chúng ta lại trở lại câu đầu tiên. Y chang từ 1 đến câu số 8 các bạn nhé. Mình sẽ làm nhanh luôn này. Sâu chuỗi 8 câu nhạc 8. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và chúng ta lại thực hiện một lần nữa các bạn nhé. Như vậy ở bài này chúng ta sẽ thực hiện lặp lại cho mình 3 lần 8 câu nhạc 8. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và thành công nhé. Hãy kiên trì một chút, chúng ta sẽ học từng đoạn một. Nếu đoạn nào thì khó, các bạn sẽ thực hiện tua chậm lại để chúng ta học thật thuộc. Sau đó ghi nhớ trong đầu lần lượt từng động tác. Và chúng ta sẽ học tách đoạn, tách nhịp. Và chúng ta sẽ liên kết nó với nhau, sâu chuỗi với nhau để tạo nên một bài nhảy hoàn chỉnh. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.